Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Học Pha Chế. Tại video lần này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ tới các bạn công thức một món đồ uống có tên là đậu xanh cốt dừa kem mặn đá xay. Và như các bạn thấy ở trong video thì tại video lần này mình sẽ vẫn sử dụng chiếc ly thủy tinh có dung tích là 400ml để làm món này. Rồi, và toàn bộ nguyên liệu mà chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị để làm món đậu xanh cốt dừa kem mặn đá xay như sau. Thì để cho đơn giản dễ hiểu thì mình sẽ chia cái phần công thức cũng như là cái phần nguyên liệu ra làm hai phần để các bạn dễ hình dung. Thì chúng ta sẽ gồm có cái phần đậu xanh. Thì cái phần đậu xanh thì nguyên liệu mình sẽ sử dụng đó chính là gói bột đậu xanh như các bạn thấy đây. Thì ở đây mình sử dụng loại bột đậu xanh của bên thương hiệu Rồng Vàng Minh Ngọc. Và đây là loại bột đậu xanh có đường các bạn nhé. Một gói này sẽ có định mức đó là 50g. Thứ hai thì mình sẽ có cốt dừa. Thì như các bạn thấy ở đây mình có nước cốt dừa. Mình sử dụng lại nước cốt dừa của Thái Lan. Thì đó là cái phần đậu xanh đá xay. Phần thứ hai là phần đánh kem. Phần kem thì mình sẽ gồm có một số các nguyên liệu nó nhiều hơn một chút. Thứ nhất đó chính là kem topping cream. Kem topping cream. Thứ hai là mình sẽ có kem béo non-dairy creamer. Thì ở đây mình sử dụng cái loại kem béo non-dairy creamer như các bạn thấy của bên thương hiệu Ice Hot. Đó. Thứ ba thì mình sẽ có sữa tươi không đường. Thứ tư thì mình sẽ có bột chi. Đây là bột chi các bạn nhé. Bột chi. Và cuối cùng thì nguyên liệu cuối cùng mình có đó chính là muối. Muối tinh, muối biển. Rồi, thì đó là toàn bộ nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị để làm món đậu xanh cốt dừa kem mặn đá xay. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện các bước như sau. Bước đầu tiên thì mình sẽ cần phải tiến hành là đánh cái kem mặn. Thì chúng ta mình sẽ làm như sau. Mình sẽ cắm điện những thiết bị của mình. Và mình sẽ đánh kem bằng chiếc máy đánh trứng như thế này. Ok. Và toàn bộ kem thì mình sẽ đánh ra chiếc ly PP. Một chiếc ly nhỏ như thế này để các bạn có thể nhìn rõ những cái nguyên liệu mà mình sẽ đưa vào bên trong. Ok, mình sẽ bắt đầu đưa nguyên liệu vào. Vậy thì đầu tiên mình sẽ có công thức như sau. Kem topping cream thì tôi sẽ sử dụng là 20ml. Và chúng ta có 20ml kem topping cream. Tiếp theo mình sẽ sử dụng là 20ml kem béo non-dairy creamer. Mình sẽ sử dụng 20ml. Như vậy tổng cộng chúng ta có 40ml. Ok. Rồi. Và nguyên liệu tiếp theo mình đưa vào đó chính là bột chi. Thì bột chi đây mình sẽ sử dụng một chiếc dụng cụ để mình đong bột chi, đó chính là thìa cà phê như thế này. Và mình sẽ cho 1/2 thìa cà phê này, tương đương với 7g bột chi. Đây. Đó. Mình sẽ đưa vào bên trong đây các bạn nhé. Đưa vào bên trong cái ca nhựa đánh này của mình. Ok. Và nguyên liệu tiếp theo mình sẽ sử dụng đó chính là muối tinh. Muối tinh thì mình cũng sẽ cho một cái định mức nó rất là nhỏ thôi. Và chúng ta sẽ chỉ cần một cái định mức đâu đó rất là ít, chỉ vài hạt muối tinh, nó chưa đến 1g các bạn nhé. Nó chỉ đâu đó khoảng 0,0234 gì đấy. Vài hạt muối tinh mình đưa bên trong. Đó. Để tạo cái độ mặn, khiến cho cái món kem mặn của mình nó được đầy cái vị hơn. Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ thêm một chút sữa tươi không đường. Thì sữa tươi không đường đây mình sẽ chỉ có định mức nó rơi vào là 15ml các bạn ha. 15ml, bởi vì mình sẽ không muốn cái kem của mình nó quá là đặc. Vậy cho nên mình sẽ điều chỉnh cái độ đặc của kem cho cái kem nó mềm hơn bằng cách mình sẽ thêm đây khoảng 15ml sữa tươi. Để cái kem của mình không quá đặc. Ok, mình nghĩ như vậy là được rồi. Rồi, như vậy là toàn bộ nguyên liệu về phần làm kem mình đã đều đã chuẩn bị xong. Và bây giờ mình sẽ đưa vào bên trong cái ca đánh này của mình. Tôi sẽ sử dụng một cái thìa khuấy này để lấy ra toàn bộ nguyên liệu được tốt hơn. Như vậy là đảm bảo nó sẽ hạn chế được việc nó dính vào cái ca đong của mình quá nhiều, để khiến cho chúng ta bị hao hụt nguyên liệu. Rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ tiến hành là mình đánh cái kem này lên. Thời gian đánh thì cũng rất là nhanh, nó sẽ rơi đó, chúng ta sẽ bắt đầu đó khoảng từ 30 tới 45 giây để chúng ta đánh kem. Mình sẽ tiến hành đánh kem các bạn nhé. Mình sẽ đánh ở tốc độ tối đa luôn để tiết kiệm thời gian.
Rồi mình sẽ quan sát cái bề mặt kem của mình sẽ muốn cái kem của mình nó không quá đặc và nó cũng không quá lỏng ha. Mình muốn cái kem của mình nó mịn một xíu. Rồi, như vậy là mình hoàn thành xong thao tác đánh kem. Kem của mình hiện tại là đã đánh xong. Rồi, lát nữa mình sẽ lấy kem ra thì các bạn sẽ biết cái kem của mình nhìn nó như thế nào nhé. Bây giờ thì mình sẽ đến cái phần đậu xanh đá xay, cốt dừa. Thì đầu tiên mình sẽ đưa đá vào đây. Mình sẽ đưa cái phần đá bi vào trong ly này của mình. Rồi, như các bạn thấy là mình đong đầy một ly đá. Và bây giờ mình sẽ đưa cái ly đá này vào bên trong cùi xay. Tiếp theo sau đó thì mình sẽ sử dụng gói bột đậu xanh này. Và mình sẽ sử dụng toàn bộ gói bột đậu xanh 50g này mình đưa bên trong. Và với công thức này thì mình sẽ không hề cho thêm đường hoặc thêm sữa đặc các bạn nhé. Bởi vì cái gói bột đậu xanh này của mình nó đã có hàm lượng đường bên trong và nó đã đủ ngọt. Vậy cho nên tôi sẽ không cho thêm đường hay sữa đặc nữa. Mình sẽ đưa toàn bộ gói bột vào bên trong. Rồi, như vậy là xong. Và nguyên liệu cuối cùng thì mình chỉ việc là cho cốt dừa. Ở đây mình sẽ sử dụng cốt dừa và mình sẽ có định mức đó là 50ml. Và mình sẽ đong luôn vào chiếc ca nhựa vừa nãy của mình. Và mình sẽ có là 50ml cốt dừa. Ok. Mình sẽ đưa vào bên trong cùi xay. Như vậy là toàn bộ thao tác của mình đã hoàn thành xong. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đậy nắp và xay nhuyễn toàn bộ hỗn hợp trước khi tiến hành layer với cả lớp kem mặn của mình. Rồi, tôi đậy nắp và tiến hành xay nhuyễn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong toàn bộ thao tác xay cái phần cốt dừa của mình. Rồi, sau khi kiểm tra độ mịn của cốt dừa đã đạt thì bây giờ mình sẽ tiến hành là đưa ra ly. Và chiếc ly của mình đây thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình cũng sẽ cho đây một chút cái kem mặn các bạn nhé. Ok, đó. Sau đó thì bắt đầu là mình sẽ xếp cái lớp đậu xanh đá xay của mình ra đây. Các bạn cũng hãy lưu ý là cái hỗn hợp đậu xanh của mình thì chúng ta mình hãy xay nó thật là nhuyễn mịn các bạn nhé. Nếu trong quá trình xay mà cái hỗn hợp của chúng ta quá đặc thì các bạn cũng có thể là điều chỉnh bằng cách là thêm vào đây khoảng 40-50ml sữa tươi nữa các bạn nhé. Vậy ở trong phần công thức của chúng ta thì thông thường là khi tính cốt thì chúng ta sẽ thêm vào khoảng 50ml sữa tươi. Để trong trường hợp là cái hỗn hợp của mình quá đặc thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó để cho nó có thể đạt được cái độ mềm mịn cần thiết.
Rồi mình sẽ cho toàn bộ cái hỗn hợp kem mặn của mình vào. Và tôi sẽ cho nốt cái phần đậu xanh đá xanh này ra đi. Okay, chúng ta có thể là vót nó lên thành chóp như thế này để cái món của mình nhìn nó hấp dẫn hơn. Rồi, như vậy là mình đã đưa hết toàn bộ hỗn hợp ra bên ngoài. Hoàn thành. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong công thức chia sẻ với các bạn cách làm món đậu xanh cốt dừa đá xay kem mặn. Rất hy vọng là với công thức này thì mình cũng đã phần nào có thể giúp ích được cho anh chị và các bạn trong công việc cũng như cuộc sống của mình. Nếu như các bạn thích những sự chia sẻ và những cái công thức, những video chia sẻ về công thức pha chế của mình thì hãy đăng ký kênh YouTube Học Pha Chế để ủng hộ cho mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.